Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các dân biểu can thiệp quyết định buộc tiệm phở Việt phải đóng cửa, sự khác biệt về thể chế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 3, VOA tiếng Việt cho hay, Mỹ, tiệm phở buộc phải đóng cửa vì bốc mùi, các dân biểu gốc Việt can thiệp. Theo đó, VOA dẫn lời anh Eddie Dong, chủ cửa hàng phở Boga, kể rằng, theo thành phố Portland, một cư dân không thích mùi thức ăn từ quán của anh từ cuối năm 2022, và lúc đó thành phố này đã phạt anh 1.908 USD. Anh Eddie đã cố gắng gắn máy lọc mùi theo khuyến nghị của thành phố, nhưng hàng xóm vẫn không hài lòng. Cuối cùng, anh quyết định đóng cửa nhà hàng. Trước ngày đóng cửa, anh đã nhận được giấy phạt thứ hai yêu cầu anh nộp phạt 908 USD. Nếu không đóng cửa, trong tháng 3 này, anh sẽ nhận được giấy phạt tiếp theo hơn 3.000 USD. Anh Eddie cho biết thêm, hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết, nhà hàng phở Gabo của anh Eddie Dong đã hoạt động được 6 năm. Trước đó, tiệm này đã trải qua hai đời chủ với tổng cộng đến nay là 30 năm, nhưng chưa từng bị than phiền về mùi thực phẩm hay gặp bất cứ trở ngại nào cho tới khi sự việc này xảy ra. Theo VOA, sau khi anh Eddie dán thông báo đóng cửa tiệm, thông tin này đã được khách hàng đưa lên mạng xã hội và truyền thông địa phương, khiến nghị viên thành phố Carmen Rubio lên tiếng. VOA dẫn Facebook của bà Rubio hôm 6 tháng 3 viết, tôi rất quan ngại và đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tác động tiêu cực của chính sách này. Bà Rubio cũng cho biết bà đã chỉ đạo Cục Dịch vụ Phát triển tạm dừng lập tức các khiếu nại về mùi liên quan đến các cơ sở thực phẩm và đưa ra đánh giá ngay lập tức về quy định liên quan để đưa ra khuyến nghị thay đổi. Mục tiêu của tôi là thấy những thay đổi về mã, quy định xử phạt diễn ra càng sớm càng tốt, nghị viên Rubio viết. Hình ảnh nhà hàng phở Gabo. Vẫn theo VOA, năm nhà lập pháp cấp bang người Mỹ gốc Việt bao gồm các dân biểu Daniel Nguyễn, Hai Pham, Thuy Chan, Hoa Nguyên và Khanh Phạm hôm 6 tháng 3 cũng đồng ký tên vào các thông cáo báo chí hoan nghênh chỉ thị của nghị viên Rubio sau khi đến làm việc trực tiếp với anh Eddie. VOA dẫn thông cáo báo chí được các hãng truyền thông địa phương đăng tải viết rằng việc đóng cửa phở Gabo là một tiền lệ nguy hiểm và gửi đi một thông điệp đáng lo ngại về giá trị của sự đa dạng văn hóa ở Portland. Bên cạnh đó, VOA tiếp tục cho hay, các nhóm hoạt động cộng đồng và thương mại cũng đã lên tiếng về quy định khiến nhà hàng phở Gabo phải đóng cửa bởi vì không có bất kỳ một loại thiết bị nào có thể kiểm tra hay đo mùi hôi ngoài mũi của viên thanh tra. Do đó, Hiệp hội Nhà hàng và Nhà nghỉ Oregon đã yêu cầu thành phố ngừng thực thi ngay lập tức quy định mà hiệp hội này cho là không công bằng. VOA dẫn nhóm APANO, một nhóm công bằng xã hội của bang Oregon, chuyên hỗ trợ người châu Á-Thái Bình Dương, lập luận trong một tuyên bố rằng những nhận thức về mùi có thể bị ảnh hưởng bởi thành kiến bài ngoại và tác động không cân đối đến các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen, người bản địa và da màu. Hình ảnh Quốc hội Mỹ. VOA cho biết thêm trên trang change.org, một kiến nghị kêu gọi hỗ trợ cho phở Gabo yêu cầu thành phố chấm dứt các khoản xử phạt bất công và bảo vệ sự đa dạng ẩm thực của Portland đã đạt được gần 3.500 chữ ký trong chỉ tiêu 5.000 chữ ký tính đến sáng ngày 14 tháng 3. Anh Eddie Dong nói với VOA rằng chính sự hỗ trợ từ khách hàng và các dân biểu gốc Việt đã giúp cho giới chức địa phương xem xét lại quy định có thể gây thiệt hại rất nhiều cho doanh nghiệp giống như nhà hàng của anh trong tương lai. Nếu chuyện này xảy ra ở Việt Nam, bạn hãy thử tưởng tượng có quan chức hay đại biểu quốc hội hay hiệp hội nào đứng ra lên tiếng cho chủ doanh nghiệp hay không? Nếu có, thì người lên tiếng sau đó sẽ nhận được những đòn thù từ chính cơ quan chức năng mà như ông Lưu Bình Nhưỡng là một tấm gương nhãn tiền. Đó chính là sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam. Nó thể hiện sự khác biệt tuyệt đối giữa hai thể chế dân chủ và độc tài. Với thể chế dân chủ, vai trò của xã hội dân sự thông qua các hội đoàn hiệp hội để giám sát chính quyền và họ có quyền lên tiếng, tạo ảnh hưởng rất lớn đối với các chính sách của nhà nước. Đồng thời, các nghị sĩ dân biểu do dân bầu nên họ luôn đứng về phía người dân. Trong khi đó, ở thể chế độc tài, độc đảng, mọi việc đều do đảng kiểm soát và quản lý. Ai trái ý đảng thì chờ bốc lịch đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin các dân biểu can thiệp quyết định buộc tiệm phở Việt phải đóng cửa, sự khác biệt về thể chế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Đỗ Minh Hiền bị tuyên 6 năm tù chỉ vì truyền bá tư tưởng triết học riêng. AFA tiếng Việt ngày 11 tháng 3 loan tin
Tòa Hà Nội tuyên ông Đỗ Minh Hiền 6 năm tù vì có quan điểm chính trị, triết học riêng. Theo đó, ông Đỗ Minh Hiền, 67 tuổi, ngụ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, vào ngày 11 tháng 3 bị Tòa án Thủ đô tuyên 6 năm tù với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. AFA cho biết truyền thông nhà nước trong cùng ngày dẫn bản án mà Tòa sơ thẩm Hà Nội tuyên cho ông Đỗ Minh Hiền. Bản thân ông khai trước tòa đã tự viết, phát tán các tài liệu với mục đích muốn mọi người biết đến quan điểm chính trị, triết học của bản thân. Ông không bị tổ chức cá nhân nào tài trợ, xúi dục. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vụ bắt giữ ông Đỗ Minh Hiền cho thấy sự trơ trẽn của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam và mức độ vi phạm nhân quyền ngày càng trắng trợn của họ, trong khi họ đang là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bởi lẽ, theo tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên, thì không ai bị bắt, bị đàn áp chỉ vì phát biểu quan điểm tư tưởng của mình. Theo AFA, vào tháng 8 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an Hà Nội nhận được công văn của Bộ Nội vụ đề nghị xử lý ông Đỗ Minh Hiền vì đã sử dụng thư điện tử phát tán nội dung mà Bộ Nội vụ Việt Nam cho là nói xấu lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. AFA cũng cho hay ông Đỗ Minh Hiền bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 theo cáo buộc từ năm 2013. Ông bắt đầu phát tán các tài liệu bị cho là có nội dung chống chế độ qua thư điện tử cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra cho rằng những thông tin số liệu mà ông Đỗ Minh Hiền sử dụng được lấy từ các nguồn trên mạng Internet gồm BBC, Dân Làm Báo, Bosit Việt Nam, hình ảnh ông Đỗ Minh Hiền tại tòa. Những thông tin này bị cho là không được ông Đỗ Minh Hiền kiểm chứng nhưng lồng ghép các quan điểm cá nhân bị cho là cực đoan và chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam. AFA cho biết thêm, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an Hà Nội ủy thác điều tra cho cơ quan cung cấp thuộc Công an 26 tỉnh, thành phố và cơ quan để thu thập các tài liệu bị cho là do ông Đỗ Minh Hiền phát tán qua các tài khoản điện tử. Báo Lao động ngày 7 tháng 3 cho biết, đến nay, ngoài 20 tài liệu do Bộ Nội vụ cung cấp, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ thêm hàng chục tài liệu khác được Đỗ Minh Hiền phát tán trong thời gian trên. Ông Hiền không phải là trường hợp đầu tiên, cũng không phải là duy nhất bị bắt chỉ vì nêu quan điểm. Ngày 3 tháng 7 năm 2023, Tòa án Hà Nội đã cáo buộc ông Phan Sơn Tùng tội làm và phát tán 16 video clips có nội dung chống nhà nước, chống đảng, chống chính quyền, v.v. Hình ảnh ông Phan Sơn Tùng. Báo Lao động ngày 3 tháng 7 năm 2023 cho biết, Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt ông Phan Sơn Tùng, 39 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, 6 năm tù về tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1, điều 117. Cụ thể, ông Tùng có hình ảnh lời nói phát biểu trong một số video clips phát tán trên Facebook, YouTube với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, công kích lãnh đạo đảng, nhà nước. Trong đó có 11 video được phát tán trên kênh YouTube Phan Sơn Tùng, một video phát tán trên Facebook Vì Việt Nam Thịnh Vượng. Ngoài ra, từ ngày 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Phan Sơn Tùng đăng tải qua kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng 10 video clips với nội dung kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp tên gọi Đảng Việt Nam Thịnh Vượng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ông Đỗ Minh Hiền bị tuyên 6 năm tù chỉ vì truyền bá tư tưởng triết học riêng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.